Xin chào quý khán giả của Carolina TV. Ngày cuối cùng của tháng 2 năm 2019, người Việt được gì với Trump Kim Hà Nội? Nhà báo Phạm Trần biên soạn cho Nưởng Lược Thuật và Carolina TV thực hiện. Đảng và Nhà nước Cộng sản Việt Nam đã lợi dụng thế giới thông tin về cuộc họp thượng đỉnh Mỹ-Bắc Hàn để bán thương hiệu Hà Nội thành phố vì hòa bình và việt nam là nơi hòa giải nhưng hòa bình theo nghĩa không còn chiến tranh hay nói là nguồn gốc của chiến tranh huynh đệ tương tàn của người việt nam và liệu việt nam có thật sự là nơi hòa giải của dân tộc việt nam hay chỉ là chỗ dừng chân tạm thời cho tổng thống Mỹ Donald Trump và chủ tịch tối cao Bắc Hàn Kim Jong Un trong hai ngày hai mươi bảy và hai mươi tám tháng hai năm hai chín để họ bàn về khả năng giải giới vũ khí nguyên tử của Bắc Hàn và chấm dứt vĩnh viễn lo ngại tái diễn chiến tranh Hàn Quốc. Lý do Việt Nam được chọn theo ý của Mỹ và cá nhân tổng thống trump vì bắc hàn có nhiều điểm tương đồng với việt nam nhất là việt nam và mỹ từng là thù địch trong chiến tranh mà đã biết quên đi quá khứ để bắt tay hợp tác phát triển kinh tế biến việt nam chậm tiến thành một quốc gia có mức phát triển kinh tế cao ở đông nam á vì vậy, tổng thống Trump đã công khai nói nếu chủ tịch Kim từ bỏ vũ khí nguyên tử thì sẽ có cơ hội để phát triển kinh tế giống như Việt Nam và Mỹ sẵn sàng ủng hộ. Nên biết cuộc chiến Hàn Quốc bắt đầu ngày 25 tháng 6 1950 bởi cuộc xâm lăng miền Nam qua vĩ tuyến 38 chia đôi lãnh thổ của 75.000 quân chính phủ miền Bắc, khi ấy là Cộng hòa Dân Chủ Nhân dân Triều Tiên do Nga Xô hậu thuẫn. Quân miền Nam, Cộng hòa Đại Hàn được lực lượng của 16 quốc gia Liên Hiệp Quốc do Hoa Kỳ lãnh đạo đã phản công và kết thúc cuộc chiến ngày 27 tháng 7 1953 tổng số thường dân của cả hai bên chết và bị thương ước tính hai triệu rưỡi người tuy chiến tranh giữa người hàn đã kết thúc sáu mươi sáu năm nhưng hai miền nam bắc vẫn trong tình trạng chiến tranh vì chỉ có hiệp định ngưng bắn mà không có hiệp định hòa bình vì vậy có khoảng hai mươi tám quân mỹ thường xuyên đồn trú ở Nam Hàn để đề phòng cuộc tấn công của Bắc Hàn. Nhưng đe dọa lớn nhất không những cho Nam Hàn mà cả cho Nhật Bản và Hoa Kỳ là số vũ khí nguyên tử Bắc Hàn đã chế tạo và tàng trữ. Số này ước tính của Tây phương là trên 60 vũ khí nguyên tử, kể cả loại hỏa tiễn có tầm bắn xa 13.000 dặm vì bị thế giới cấm vận cộng với nền kinh tế lạc hậu nên bắc hàn phải sống nhờ vào viện trợ nhiên liệu và khí đốt từ trung hoa đó là lý do mà theo các nhà quan sát á châu khiến nhà độc tài kim jong un bằng lòng nói chuyện với tổng thống donald trump với hy vọng đòi được bỏ cấm vận để đổi lấy cam kết về vũ khí nguyên tử ông kim cũng dự trù đòi mỹ rút quân khỏi nam hàn vậy phải chăng tổng thống trump quên nhân quyền bắc hàn là một nước khép kín với thế giới bên ngoài nhưng những nạn nhân đào thoát khỏi bắc hàn xác tín rằng chính phủ bắc hàn đã thiết lập nhà tù nhiều hơn trường học từ sau những tuyên bố quan ngại về những vi phạm nhân quyền của Bắc Hàn cuối năm 2017, Tổng thống Donald Trump và Tòa Bạch Ốc đã có thái độ im lặng về các vi phạm nhân quyền của Bắc Hàn, theo báo Washington Post ngày 26 tháng 2, 2019 cho biết. Đó cũng là trường hợp của Việt Nam trong cuộc họp của Tổng thống Trump với Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hôm 27 tháng 2, 2019. Theo báo của nhà nước Việt Nam, Tổng thống Trump đã tỏ ra ấn tượng về lòng hiếu khách của người dân và sự phát triển rất ấn tượng của Việt Nam. Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam, thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện phát triển thực chất và hiệu quả hơn trong thời gian tới vân vân. Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, trong đó có tình hình biển Đông. Tổng thống Donald Trump cảm ơn và đánh giá cao sự chủ động và thiện trí của Việt Nam trong việc cung cấp địa điểm cho Hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ-Triều Tiên lần thứ hai, khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục đóng vai trò tích cực tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương nhằm duy trì trật tự dựa trên luật lệ thúc đẩy hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực quan trọng này, theo báo Quân đội Nhân dân ngày 27 tháng 2 năm 2019. Như vậy, điều mà nhiều người Việt Nam tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền trong nước và hải ngoại trong đợi Tổng thống Trump sẽ đề cập vấn đề nhân quyền và đòi trả tự do cho hơn 100 tù nhân chính trị đang bị giam cầm đã không xảy ra. Cũng bị gạt ra ngoài là lá thư của ba dân biểu Alan O'Lanthan, dân chủ Chris Smith Cộng Hòa và Ju Lofgren dân chủ yêu cầu ông Trump cần quan tâm đến những vi phạm nhân quyền của chính phủ Việt Nam khi ông có mặt ở Hà Nội. Ngược lại, tổng thống Trump đã cùng chứng kiến với tổng bí thư trọng trong buổi lễ ký các văn kiện hợp tác giữa hai nước. Theo tin của phía Việt Nam thì hãng hàng không Bamboo Airways đã ký thỏa thuận mua 10 máy bay thân rộng Boeing 787-9 Dreamliner trị giá gần 3 tỷ Mỹ Kim với tập đoàn Boeing Mỹ. Hãng hàng không Vietjet cũng ký hợp đồng mua 100 tàu bay Boeing 737 MAX với giá trị 12,7 tỷ đô la, đồng thời ký kết thỏa thuận về dịch vụ dài hạn bảo dưỡng động cơ máy bay với tập đoàn GE trị giá 5,3 tỷ Mỹ Kim. Như vậy là phía Việt Nam đã chi ra tổng cộng 21 tỷ đô la để mua hàng Mỹ trong chuyến đi Việt Nam của ông Trump. Báo chí Việt Nam còn viết, nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng ông đánh giá cao việc Việt Nam tin chọn và cân nhắc mua các thiết bị quân sự của Mỹ mà theo ông là các thiết bị quân sự tốt nhất thế giới hiện nay. Trong chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc từ ngày 29 đến 31 tháng 5 năm 2017, Việt Nam đã bỏ ra gần 15 tỷ Mỹ kim chủ yếu từ nhập khẩu các thiết bị dịch vụ từ Hoa Kỳ. Như vậy khi Việt Nam khoe Hà Nội là thành phố hòa bình thì họ lại quên lịch sử đã chứng minh nơi đây cũng là chỗ bắt đầu các quyết định xua quân xâm lăng Việt Nam Cộng Hòa từ năm 1960. Còn về hoa giải thì khi ban tuyên giáo hồ hởi tự khoe Việt Nam là nơi hoa giải thì lại không biết sau 44 năm kết thúc cuộc chiến huynh đệ tương tàn, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn ôm hận thất bại với nghị quyết 36 ngày 26 tháng 3 2004 về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Trân trọng kính chào quý vị, Trần Hưởng, Carolina TV.